ở trong giờ cũng lâu rồi thì con treo sát cửa sổ mà con nọc phải không đấy đúng không một tinh con này vẫn hơn con cháu thả con đấy vẫn cái tội ăn gì không nó mà ăn khỏe thì nữa. Cô ơi, mẹ. Đi ra chú nha. Ngồi đây rồi. Chèo đi đâu này? Chú ơi, đông đi. Đang trong nhà, đây thì mang cái phá trộn lên chút. Chèo lên, giật nó chết rồi. Đây, ngồi đây cả, ngồi đây cả. Chú có kể dân cắn nữa, chèo cũng cắn đâu. Cũng mỗi nào cũng cắn đâu.